Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là Tony Thì trước mặt các bạn đây là một website có từ rất lâu rồi Nó chạy từ năm 2014 cơ Cực kỳ là lâu, chắc là có nhiều bạn cũng biết đến cái web này rồi Thì với web này nó sẽ cho phép bạn kiếm thêm tiền Mà đây là thu nhập ổn định chỉ phụ thuộc vào bạn Đấy, theo lời quảng cáo nói là như vậy Bạn không cần phải đầu tư tiền để bắt đầu kiếm tiền Đấy, cũng đúng, cũng không cần phải đầu tư thật Bạn không cần kỹ năng hay kiếm kiến thức đặc biệt Tưởng ra cái này nó cũng dễ thôi À, cũng không quá khó nhất là đối với những bạn mà xem kênh của mình nhiều thì nó cái này nó cũng không quá khó bạn không cần thu hút các giới thiệu để bắt đầu kiếm tiền ngay bây giờ thì có nghĩa là bạn cũng không cần phải mời bạn bè thì vẫn có thể kiếm được thì cái này nó cũng nói cũng đúng thì lợi thế của nó là một loạt các công việc thời điểm thuận tiện cho bạn Đấy, thanh toán ngay trên tất cả các phí không có số tiền tối thiểu thu nhập từ thu nhập các giới thiệu của bạn là 3% từ việc khoản bổ sung là từ 10% ok thì đấy là cái lợi thế của nó và cái web này chạy rất là lâu rồi thì đợt trước mình đã từng từng định giới thiệu cho anh em nhưng mà nó vì nó chạy lâu quá mình không 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 dám chắc là ngày nào nó chết mà bây giờ nó vẫn chạy thế là thành thử ra bây giờ mình quyết định giới thiệu cho anh em để cùng là uh, đồng hành uh, mình cũng thử uh, đầu tư và để xem nó tình hình đó, nó có chạy lâu thêm được nữa hay không và tình hình nó ra như thế nào thực ra thì các bạn đều biết rằng là đối với một web mà nó chạy lâu như vậy thì mình cũng không muốn chơi cho lắm Ok, chúng ta hãy cùng nhau xem web như nào nhé. Ok thì link web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới 50% quảng cáo với các kiểu đây các bạn có thể nhìn thấy đây 2000, 2014 2018 khi mà các bạn check ý, các bạn sẽ có thể check được cái thông tin của nó khá là chạy khá là lâu ạ mình con này mình 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 biết nó lâu lắm rồi nhưng mà mình cứ tưởng là nó chết có nghĩa là theo kiểu là mình nghĩ rằng là sớm sớm muộn thì nó chết vì nó chạy lâu thế rồi ô thế tạo này, đây là 957 ngày theo cái này clip là tạo này nhưng mà nó lâu nó, lâu lắm rồi đó mình nhớ là nó một Thế cái thằng này nó tạo có thể là nó mua đổi tên miền như nào đấy Nhưng mà nó từ năm 2016 16 như thế này cũng đủ lâu rồi 9, 5, 57 ngày này cũng là đủ lâu rồi Ok thì đằng, dù là 24 hay, hay là 16 chăng nữa thì mình cũng không <laughs> Không thể là ngay từ ngày bắt đầu mình cũng không thể biết nó Bởi vì đến tận năm 2017 mình mới kiếm ru một cách mạnh mẽ Chứ còn ở thời điểm 2016 mình cũng còn giống như một số bạn bây giờ không tin vào đồng rúa, ok, chúng ta sẽ đăng ký. Đấy, link mình để phần mô tả bên dưới nha cho anh em. Này. nói chung là nó đơn giản thôi, nó cũng y gì nhưng mà, ôi thanh niên nào đã dùng của mình rồi. vì cái, cái này con này lâu. mình sẽ đầu tư vào con này để xem tình hình nó ra sao, sau đó thì mình sẽ đồng hành cùng các bạn xem nó chạy được bao lâu nữa. mình cũng mong là nó sẽ chạy một uh khoảng thời gian khá là dài nhưng mà cũng khó lắm ok đấy chúng ta đã đăng nhập vào rồi rồi đấy level này bi năng lượng này bị đánh bom nhận lệnh <laughs> nhà để xe bị đánh bom ok đây nhận lệnh này chúng ta sẽ có nhận lệnh từ cái này nhận lệnh từ đây hiệu số này bom một một kinh nghiệm nạp tiền đây bạn thể nạp tiền nhận thưởng kiểu như là nó có một cái đây mình sẽ nhận lệnh cho các bạn nha kiểu như là kiểu kiểu là bạn làm nhiệm vụ ấy bảy mươi mười, mười. ô chết cha rồi mình không hiểu tiếng nga nó là cái cộng cái trừ chia gì rồi đây đặt hàng sau khi nhận lệnh thì bạn sẽ mất cái xp năng lượng này nhưng mà nó sẽ tạo ra được cái thu nhập cho các, các bạn đấy là có nghĩa là khi anh em anh anh anh, anh em không cần phải uh, đầu tư các bạn đã có thể nhận lệnh như rồi đây đơn đặt hàng này 10 phút à, xp này không chấm kh này chuyển đến các cuộc thi đây là các cuộc thi thành phố giải thưởng bể bơi với các kiểu thì các bạn có thể tham gia xem các quy tắc ở đây thì ở đây hàng ngày vẫn như mọi khi cũng có nhận tiền thưởng đấy tiền thưởng này để chúng ta mua sắm thôi để mà mua những cái con taxi mới đây chúng là văn phòng của tôi đây gara của bạn là những cái con là bạn mới có con taxi này đây đang sạc đây đơn hàng đang được chấp nhận sau 9 phút nữa thì nó sẽ này sau đó nó dịch kiểu kinh cái... nhé ở đây mua taxi thì sau khi bạn có cái số tiền này, này mua sắm bạn có thể mua lên con uh, Spark này uh, Mazda3 này Lamborghini này Xe đua công thức 1 là 490 à, ôi cái giá này nó không xếp theo kiểu là ấy dần nhỉ Mình nghĩ là mua con Spark này về giá 200 đi, thu nhập là đến 44 một tháng trăm, 23% đây, Ok mình sẽ xem cái thành phố À, ở đây các bạn sau khi ấy nó, nó kiểu là gọi là kiểu dạng nhiệm vụ ấy tức công vị trí ứng tuyển tuyển danh mục hồ sơ cung cấp cho bạn này à, phương châm công ty kiểu nó là một dạng như kiểu là nhiệm vụ các bạn phải làm ấy thì ở đây trao đổi lao động chúng ta sẽ có các mức hạn mức uh, hồ sơ này Tiểu sử của tôi cấp 1 mua giấy phép cấp giấy phép xem thống kê nói chung là nó khá là nhiều cái nhiệm vụ lòng hoa lòng ngoằng mình điểm phân bố phân bố điểm này tăng năng lượng này, bạn mua tăng uh, tăng điểm này, mức năng lượng này, lời làm việc giấy phép này, dịch vụ xe hơi này, đấy nó vượt qua các bài kiểm tra, rồi nó, nói chung là nó có mấy cái nhiệm vụ này để mà cho anh em thanh toán đấy, đến thăm những kiểu <laughs> thiết lập thuê xe, đua xe, rồi cảnh sát, rồi cửa hàng nghĩa các thứ, nói chung là mấy cái này nó kiểu như là nhiệm vụ để hàng hóa sản phẩm của tôi tòa nhà của tôi mấy cái này các bạn khám phá nó giống như là kiểu nhiệm vụ để anh em uh, có thể mà kiếm miễn phí bài đăng đối tác bạn bè thì mấy cái này không quan tâm lắm thì mục tiêu á chúng ta chỉ có cái phần mua taxi Đây, bạn mua lấy một con taxi vì ngay từ đầu bạn uh, car của bạn bạn chỉ có một con uh, cái con này thôi này thì cái con này nó chạy cũng không được ok lắm các bạn muốn tăng thu nhập thì các bạn mua thêm con taxi thì mà chạy thêm Đấy, gọi là chạy đua thêm sau khi các bạn có con taxi thì các bạn vào thành phố các bạn có thể trao đổi lao động đây à, phương tư công ty không rượu bia kiểu dạng như là sau khi có taxi rồi ấy nên đợi tí yêu cầu à một ngày trên dự án taxi 3 cấp chỉ có taxi của mẫu mới 17 danh tiếng phương châm của công ty rượu vang mở chúng ta phải uống trường hợp đã bắt đầu rút lui muộn thì chạy chịu mức lương là 75 phần trăm đô đô tháng đây thì đối với việc này như nó yêu cầu con taxi 3 cấp chỉ cho taxi mẫu mới mình mình nhớ là bạn phải mua một con taxi đây là công trình của nó đây là việc làm này thì bạn phải cái có đây xem nào tiền lương trả 11 nhân viên công ty chưa có nhà ngày thu nhập nhân viên Việt Nam danh tiếng top 20 danh tiếng đầu tiên anh em có <laughs> để thêm uh, mình tăng cái danh tiếng cho công ty này việc làm đâu đâu ấn vào đây này nộp đơn xin việc này để ứng vị trí này cần tạo ra một sơ yếu kẹp dòng tiêu đề tóm tắt chọn taxi đây bạn đang có một con bom taxi không phù hợp với cấp độ thì có nghĩa là các bạn phải có taxi thì kiểu dạng như nào các bạn mua taxi sau đó bạn đi làm vào vào thành phố các bạn để trao đổi uh, lao động bằng cách kiểu nói như nào kiểu kiểu mua này mua giấy phép này thống kê kiểu kiểu là các bạn đi làm việc cho một số hãng taxi chẳng hạn mời thuê hoạt động tôi trả tiền lương đây các bạn có thể đọc cái thông số ở đây của nhà công ty. À đây con này là việc làm là việc làm liên quan đến công trình rồi. Yêu cầu một ngày trên dự án taxi 6 cấp chỉ có taxi mẫu mới để trả lời. Đây xuống đây, chọn taxi không phù hợp đấy. Có nghĩa là các bạn phải mua cái con taxi nào mà hoặc là các bạn tìm cái trao đổi lao động này. Nó 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 lái taxi hoạt động này mấy cái lái này. Spark này cái, này, cái xem thằng bác lại mức lương của con bé này bao nhiêu chúng ta xem thông tin về dự án là 271 ngày trực tuyến 3 ngày hàng đầu sở hữu không có tòa nhà nào thầy bạn bè đây kia các kiểu nó nhà để xe có một xe thôi thì bây giờ mình sẽ đầu tư vào mà nạp tiền vào này để mà mua đến một con taxi đây chúng ta sẽ có nạp tiền bằng bê này à, nạp khoảng độ 200 ru tiền thưởng bổ sung là 25 phần thuần địa ngục quảng cáo ngoài tiền thưởng bạn sẽ nhận được 76 ô và 200 chỉ được 76 rồi à ở đây chúng ta có thể đi vay này cái các bạn kích vào cái phần đi vay này sẽ ra một cái khoản lãi suất để anh em có thể đọc này đây vòng một ngày vào ngày 1 vào ngày hai, 2 2 phần trăm 13 đại khái là các bạn có thể đi vay để mà làm việc nhưng mà việc đi vay này sao trả lợi thì chết à, Nói chung là anh em không nên vay để mình sẽ nạp tiền vào xem để mua sắm để nạp tiền trăm để, để mua spa bắc để thử 300 thì sẽ nhận được bao nhiêu ngoài ra tiền thưởng của bạn a à, ngoài ngoài tiền thưởng ra tiền thưởng 200 vậy thì mình chỉ đóng 150 thôi thì mình sẽ à, 150 thì mình sẽ được tiền thưởng nào. à à <laughs> Vừa rồi mình để 1.500 Thì nó mới ra được là Nếu như bạn đợi đầu tư 1.500 uh, Đây là 1.500 uh, Ru rồi, Bạn sẽ được một con uh, Spark đấy. Ngoài ra còn được tiền thưởng như thế này Tiền gửi đầu tiên được 25% uh, Số tiền là 25 đô Đây oh. Quang 25 đô hay 25 ru bà mình 150 cái này cũng nó tính nó ru đô nhỉ đây 7 phần trăm tiền thưởng này thanh toán nó bê sẽ nhận được 700 phần trăm tiền thưởng Ở trên hóa đơn thanh toán 1 đô la đóng góp không 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 phải cái này tôi chết cha rồi cái này không biết là nó tính đô hay là ấy. không nói rõ lắm 150 chọn hệ thống thanh toán Bayer Ok Bayer Ơ ờ, mình chọn hệ thống thanh toán rồi mà Ấn lên trên à? Đây đúng rồi 150 ru đúng rồi đúng rồi tính ru Các bạn lại làm lại nhé Con này nó hơi 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 Loàng hoàng ở đoạn này tí Bạn đánh cho mình số tiền này Sau đó các bạn chọn hệ thống thanh toán Bayer Vì nó cái dịch <laughs> Cái củ chuối nhất ở chỗ đoạn này nó hay dịch linh tinh Nên là mình không rõ Ấn lên trên À quên quên xem được thưởng có đủ 150 không Qua trọng đã Xem tiền thưởng Bỏ 150 Đây làm lại cho anh em cho các bạn là nghĩ vì một số bạn mới khéo hơi 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 bị uh, cuống ở chỗ này thì nguy hiểm nếu mà muốn nạp tiền còn nếu như các bạn muốn chơi kiểu uh, con xe như vừa rồi đâu nhỉ Đây là nó sạc này tí nó đang sạc sạc thì lại khác đây phần này phần rút tiền tí mình uh, rút tiền thì sẽ mình sẽ có những cái clip rút tiền riêng để cho anh em xem một năm mươi được 57 57 vẫn đủ 199 để mà mua của, của con bắc kia Nên chọn bayer này đấy xong ấn lên trên thôi mình cứ đầu tư 150 rub vào vào đây đã đây ru, để mua SPAC. con bắc cho anh em xem nào con này chạy lâu lắm này mà nó cái những cái web chạy lâu khi mà mình chơi ấy, mình cảm giác như nó ngày xưa nó, nó cái trí thông minh của nó nó rất là lòng ngoằng ở cái đoạn thông minh của nó khi làm ấy làm nó cực kỳ là lòng ngoằng nhất là kiểu như này mình đang phải dịch ra nữa ờ ừ. kiểu như là mình đang phải dịch ra nữa đâm ra thành thử ra nó cứ bị loang hoàng ở trong cái đoạn dịch tiếng ra tiếng việt thì cái tự động email lai tích rồi gì quay lại quay lại cái những cái cái này nó bị Google nó dịch ý thì thành thử ra nó bị uh, kiểu như là mình không 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 đọc đọc tiếng Việt nó không hiểu <laughs> kiểu như vậy à, Paris đây, các bạn chọn Paris nhé Lúc đấy bạn uh, chọn mask uh, cái kia này. Đây này, 219 này. Ok, bây giờ mình sẽ mua taxi. Đây mình sẽ mua con này. Các bạn có thể chọn màu này. Uh, ví dụ như mình là uh, thích màu đỏ uh, sang trọng, ấn xác nhận. Ok. Vậy là trong gara mình đã có một con Spark màu đỏ, đã mua taxi thành công. Các bạn nhìn này, bể này, kinh nghiệm này 010, nhận lệnh này. Đây, chúng ta sẽ nhận lệnh này. Cái cái kiểu như là ô trừ chết rồi. Xác nhận cái màu nào đây cái chữ này. Khổ cái chữ này đấy sai. Đỏ Câu trả lời không chính xác, 60 chia 2 30. Chắc cái này chắc chuẩn. Ok. Đỏ 1 một tiếng, 1 tiếng 45 phút, 2 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng đi đây có có những người này có thể nhận lệnh để cho bạn này chọn những thằng nhận lệnh này nó sẽ sạc nó sạc như lúc đấy cho chết cha rồi một à một may là một cộng bốn ở bên trong nó không dịch đơn kinh đây đây hai giờ này hai không chấm hai này không phẩy bảy cái này các bạn cần phải sạc nữa sau đó thì chúng ta có thể và vào thành phố trao đổi lao động này cũng được đây đấy thì bây giờ các bạn đã có taxi si trực tuyến này thì sau khi đấy thì bạn là lộp đơn cho mình để trả lời này à, công ty này đã số lượng nhân viên tối đa các bạn không thể vào được thành phố trao đổi lao động xem vào đâu nữa Tương ra này, này không vừa không vừa vặn này các bạn có thể chọn cái thằng khác nói chung anh em chọn chọn cái thằng taxi nó vừa vừa phù hợp mức lương 756 56 đơn hàng hàng kiểu này mình cũng đây này, ba hồ sơ mới nhất cần nhân viên xem tóm tắt đây này. đây là những người ứng cử và này 10 thuê xe hơi những bọn này khó khó ăn lắm các bạn à, à một ngày trên dự án ôi số nhân viên đã tối đa rồi. ok thôi thì link web mình sẽ để Ở phần mô tả bên dưới à, bạn nào đã thực ra có rất nhiều bạn chơi ở cái thể loại này rồi thì anh em à, chơi như thế nào thế có thể comment ở phần mô tả bên dưới nhé thì mình cũng không có thời gian à, chơi nhiều lắm về cái kiểu con này đâu vì nhất là những cái con mà nó 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 chạy lâu như này đi đến tài sản của tôi mình chưa có nhà nào nhỉ để mua sở hữu cái nhà mua đất này đấy giá mua đất là một trăm mấy để mua đất không mua nhà sở hữu nó nói chung là nó, nó lòng hoàng ở cái cái bọn mà nó ra lâu từ năm 2016 ấy. không hiểu sao nó, nó rất hay lòng hoàng ở chỗ đoạn này <laughs> Ok Cảm ơn các bạn